Uống cái này phải cho đá uống mới ngon nha các bạn. Uống không á thì nó rất là ngọt. Uống này với nước đá nó rất là ngon luôn. Giờ uống khuấy lên cho đều ha, uống Wow, ngon lắm các bạn. Wow, rất là ngon các bạn. Cái mùi thì nó cũng không có lên men nhiều nha, cái mùi rượu á. Mùa hè uống cũng được mà mùa đông uống cũng được các bạn, chứ không phải nhất thiết là mùa hè đâu. Mùa đông mình vẫn uống giải khát được.